ngày 18 tháng 10, Công ty Cổ phần Nông trại Nghỉ dưỡng và Du lịch Phương Đông đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng với Công ty Tư vấn Design 103 International cho gói thầu phát triển dự án khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng tại Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí. Cùng dự và chứng kiến buổi lễ có các đơn vị đối tác của hai đơn vị là Quỹ đầu tư FPT. Về phía thành phố Uông Bí, cùng dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, Công ty Cổ phần Nông trại Nghỉ dưỡng và Du lịch Phương Đông đã khảo sát hiện trạng tại Hồ Yên Trung và các khu vực lân cận với quy mô nghiên cứu khoảng 490 hectare. Tại đây, công ty dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao, khu biệt thự cao cấp, khu nông trại, khu bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã. Công ty tư vấn C103 International sẽ lên ý tưởng quy hoạch dự án nông trại nghỉ dưỡng và du lịch Phương Đông tại khu vực Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí. Tại buổi lễ, đại diện các bên cũng đã báo cáo nhanh về mục tiêu, kế hoạch triển khai, tổng mức đầu tư dự kiến đối với dự án. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố cam kết cấp ủy chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện có thể về mặt cơ chế chính sách, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của các đơn vị đối tác, lãnh đạo thành phố Uông Bí, hai đơn vị đã tiến hành ký kết hợp đồng phát triển dự án. Ngày 19 tháng 10, Công ty Cổ phần Phương Đông, Công ty Tư vấn Thiết kế Design 103 International đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhằm báo cáo về nội dung của dự án.